phút bây giờ là đây. Hai ta nguyện sẽ chung xây lâu đài tình ái từ nay vững bền. Và để tỏ lòng biết ơn ấy, hai cháu đáp lễ tất cả mọi người bằng một lễ cúi đầu. Một tràng pháo tay thật là nhiệt tình quý vị ạ. Và kính thưa tất cả quý vị, niềm vui được nhân đôi bởi nhân vật làm cha làm mẹ khi tạo dựng tương lai hạnh phúc cho con yêu của mình. Độc đáo đám cưới miền Tây, MC đám cưới kim luôn thời chụp ảnh khiến dân mạng thích thú. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau một chiếc clip thú vị như sau. Một đoạn clip thú vị và độc đáo về người thợ chụp ảnh đa tài, không chỉ làm công việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà còn đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt chương trình đám cưới một cách chuyên nghiệp và hài hước. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Mới đây một đoạn video đám cưới vô cùng hài hước, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, có rất nhiều bình luận tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhân vật chính trong đoạn video này là MC chứ không phải cô dâu chú rể. Trong video, người dẫn chương trình đang đứng dưới sân khấu, tay trái cầm micro dẫn rất trôi chảy, tay phải đang giơ máy lên chụp hình cô dâu chú rể. Hơn nữa, chú MC còn linh động đổi góc máy, di chuyển lên sân khấu, vừa mời bố mẹ cô dâu chú rể lên bục, vừa nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc của hai bên gia đình. Nhìn điều bộ MC vừa điều phối mọi người đứng đúng vị trí để lên hình được đẹp, vừa cầm mic đọc vanh vách lời dẫn, ai cũng thấy hài hước, dễ thương. Ai xem video cũng thừa nhận rằng, dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng MC phải chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lắm mới xử lý mượt mà hai đầu việc cùng lúc như vậy. Vừa đảm bảo không quên lời dẫn, mà vừa đảm bảo có hình ở những khoảnh khắc quan trọng trong đám cưới. Dưới phần bình luận, cư dân mạng thích thú đùa rằng, dịch vụ tiệc cưới một thành viên bao trọn gói, dựng rạp, sẽ ấp bàn, MC, chụp ảnh, chạy bàn, dọn dẹp. Anh bưu mảnh cưới sẽ không thấy tấm nào có hình MC. Đám cưới ở quê là một cái gì đó vô cùng đặc biệt, đám cưới nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí mà lại rất vui. Còn bạn mà thấy sao về ông chú MC Kim Luân Phó Nhảy Đa Tài này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức mang năng lượng tích cực trong cuộc sống.